Vâng, xin chào tất cả mọi người. Tiếp tục thì ngày hôm nay chúng ta lại đi tiếp cái vấn đề chúng ta chăm sóc cái heo con trong giai đoạn mà chúng ta mới nhập chuồng. Thì bởi vì một số anh em cũng hay muốn em làm chia sẻ kỹ hơn. Và hôm nay chúng ta tập trung về cái thuốc, tức là kháng sinh điều trị bệnh nha mọi người. Còn phút sau nữa thì em sẽ bắt đầu sẽ đưa ra cái cách mà chúng ta lọc lựa và chúng ta chăm sóc những con bệnh như thế nào cho nó hợp lý. Và ở đây thì chúng ta là người chăn nuôi, cho nên em cũng nói những cái cơ bản, những cái mà em thường làm ở đây. Bởi vì cái cách dùng thuốc nó cũng rất là quan trọng, chúng ta làm sao cho nó hợp lý, nó hiệu quả. Bởi vì kháng sinh thì hầu hết em thấy nó cũng đơn giản, là ở đây chúng ta chỉ xay vào những loại thuốc đó thôi. Tất nhiên ở đây là em nuôi chăn nuôi cho công ty, cho nên là thuốc nó hạn chế về cái nguồn cung. Còn ngoài kia thì anh em có rất là nhiều cái nguồn lựa chọn. Tuy nhiên thì mỗi vùng, mỗi địa phương sẽ có một cái hẳn, một cái công ty khác nhau. Cho nên em đây chỉ nói ra cái thành phần của thuốc và cách chúng ta kết hợp để điều trị như thế nào. Song song đó là chúng ta kết hợp với lại cách mà chúng ta chăm sóc như tiểu khí hậu chuồng nuôi, cho ăn, cho uống và những cái vấn đề mà đến cả ví dụ như đôi lúc bản thân em ở đây chúng ta cũng xử lý sai. Và chúng ta phải nhanh chóng khắc phục. Chúng ta phải nhìn nhận được vấn đề cần sớm thì chúng ta mới xử lý cái bệnh trên heo nó cần nhanh bất hơn. Và cái quan trọng nhất nữa là cái nguồn heo của chúng ta phải sạch, tức là nó không bị cái dòng virus. Vì hầu hết hiện nay thì các nguồn heo trên thị trường á, kể cả mà công ty lớn tí nhỏ cũng vậy mọi người, nó thường là bị cái bệnh gọi là tay xanh. Cho nên là mặc dù là vaccine rồi nha mọi người, cho nên về đây là thường nó gọi là chúng ta gọi là kế phát tay xanh. Những cái bài đó thì tương đối là khó trị, nói chung là khó chăm. Còn lại nếu mà nó không bị dòng virus thì em nghĩ nó tương đối rất là dễ chăm, chứ không có gì khó cả. Nếu chủ yếu chúng ta làm đúng đủ nhiệt độ, cho ăn nó đều đặn và chia đều ra, và chúng ta chịu khó tách lọc, tiêm phòng, thì em nghĩ là anh em sẽ làm được, chăn nuôi được, chứ không có gì mà nó khó cả. Bởi vì ở đây thì tụi em nuôi chăn nuôi là số lượng ngàn, cho nên là tụi em không có nói về cái cá thể nhiều, mà phải lấy cái chung. Chúng ta làm cái chung trước, rồi cái cá thể thì anh em nếu mà hiểu được cái cơ bản của kháng sinh rồi thì anh em từ đó tự mình phát huy thêm, chúng ta làm, chúng ta rút kinh nghiệm thì chúng ta sẽ thấy được cái vấn đề thôi. Còn ngày hôm nay thì em cũng đầu tiên cũng xin chúc mừng tất cả mọi người, khi chúng ta nói về cái giá cả thị trường heo hơi thì cả mà em thấy một thời gian dài hiện nay thì cái giá cả là cứ đi nhích lên và đứng lại và nhích lên, chưa có thấy cái thời điểm chúng ta đi xuống. Và ngày hôm nay thì cánh miền Bắc cũng đã bất tốc là từ giá 60 trở lên rồi, không do còn giá 60 nữa. Kể cả cánh miền Trung và miền Nam thì giá thành 58 là thấp nhất rồi. Và cái giá em thấy là mọi người, tất cả các anh em đã đưa bình luận trên kênh của em có đưa lên đấy, thì em thấy là cái giá hầu như là cái sàn ở 60 trở lên. Đó là một cái thông tin rất là vui. Và em cũng xin cảm ơn anh em đã cập nhật giúp em ở cái địa phương của mình. Và con heo năm sao ở đây hiện tại cũng đang bán ra giá 62 nha mọi người. Mặc dù công ty CP là cả tuần nay không lên giá, và giá của họ vẫn đang giữ mức 60 mốc 60 đến 61 đến 62. Và ở miền Trung thì đang dao động 57 59, nhưng mà con heo năm sao là giá cao hơn. Và có khả năng là video sau em sẽ cho mọi người thấy vì sao mà con heo năm sao nó là giá cao hơn kể cả con heo CP. Hầu như là nó cao nhất nước mọi người. Đó là cái. Còn bây giờ thì chúng ta tập trung trước thì em báo giá, sau đó em tập trung lại cái vấn đề chúng ta chăm sóc lọc lựa, về chủ yếu là nói về cái kháng sinh trong giai đoạn này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với là bản tin giá cả thị trường heo hơi tại khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay, ngày 6 tháng 6 năm 2023. Hôm nay thì em sẽ đưa tin bản giá heo công ty trước cho mọi người, tức là thời bốn mua, đưa bản giá của công ty CP trước. Và có một cái thông tin rất là vui là tại chợ Ngọc Lũ ngày hôm nay chính thức là chợ bán tốt hơn, với giá heo đầu là mức 65.000 trên 1 kg heo hơi, và phổ biến là mức giá 62.000 đồng, hàng chăn dễ bán và không bị tồn hàng. Và chợ Ngọc Lũ ngày hôm nay vẫn về chợ là mức là quanh 2.000 con. Như vậy thì chúng ta thấy tình hình ở cánh miền Bắc là cái thị trường đang sôi động hơn, cộng với lại cái biểu heo của các công ty hiện tại thì đang còn nhỏ, cho nên là các thương nhân họ dự báo là trong tuần này thị trường heo hơi tại miền Bắc có khả năng tiếp tục tăng. Mọi người nên nhớ, mọi người, trong tuần này có khả năng là tiếp tục tăng. Và các bản giá cụ thể của công ty CP đưa ra trong ngày hôm nay như sau. Heo công ty là đang neo ở mức là 62.000 đồng. Còn heo dân ở tại Thái Bình đang có mức là 60 đến 62.
Bắc Giang vẫn là 60-62 và kể cả Hà Nội cũng đang có mức giá là 60 và đến 62 nghìn đồng. Và ở đây chúng ta thấy người ta để cái mảng màu xanh, tức là cái thị trường đang sôi động và có xu hướng đi lên. Còn tại khu vực miền Trung, do cái ảnh hưởng của cái giá heo miền Bắc có xu hướng tăng, cho nên là thương lái họ đóng heo từ miền Nam miền Trung ra nhiều hơn, với giá lên xe là từ 57 đến 60 nghìn đồng tùy theo công ty và tùy theo cái phẩm cấp để phục vụ cho nuôi gọc hay là giết mổ và cái bảng giá cụ thể. Đối với hai công ty tại khu vực Bắc Trung Bộ là vẫn giữ giá 62, còn Nam Trung Bộ là giá từ 65 đến 61. Còn heo dân Nghệ An là 59 đến 60, Bình Định là 57-58, Đắk Lắk là 57-58. Tức là ở đây người ta đưa mỗi tỉnh là đại diện cho khu vực nha mọi người. Và tại khu vực miền Trung, cụ thể là heo Thái Lan đang ngấp nghé về các cửa khẩu như là Lao Bảo ở Quảng Trị của Việt Nam. Người ta đưa giá về qua cửa khẩu là khoảng 59 nghìn đồng. Nó cũng hợp lý đối với giá heo tại miền Bắc của chúng ta đang lên. Nhưng tuy nhiên là cái giá này vẫn chưa hấp dẫn được thương lái, bởi vì người ta lo ngại về cái chính sách giấy tờ liên quan khi chúng ta nhập khẩu về Việt Nam, cho nên là heo Thái vẫn chưa về. Đây là cái thông tin về cái giao dịch biên mậu. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đánh với lại tình hình heo hơi tại khu vực miền Nam. Tại miền Nam thì ngày hôm nay nhu cầu tiêu thụ chậm cộng với heo cam vẫn về đều, đang dưới 2.000 con trên một ngày tại các cửa khẩu khu vực miền Tây và miền Đông, cho nên giá một số công ty được điều chỉnh giảm xuống 500 đến 1.000 đồng vào hôm nay. Xu hướng là còn dao động khoảng 58 đến 61 nghìn đồng trên một ký heo hơi đối với hai công ty. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại bản tin giá cả thị trường của heo dân trong ngày hôm nay, ngày 26 tháng 6. Đầu tiên chúng ta đến với khu vực miền Bắc. Thì ngày hôm nay người ta đã đưa thông tin là giá cả vẫn đi ngang so với ngày hôm qua. Trong đó 60.000 đồng là mức giá thấp nhất tại khu vực hiện nay, đang neo tại Nam Định và Hà Nam và Ninh Bình. Còn tại Bắc Giang, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình, thương lái đang cùng thu mua mức giá cao nhất là 63.000 đồng. Các địa phương khác cũng không có biến động và đang giao dịch ở khoảng 61-62.000 đồng trên một ký heo hơi. Như vậy là chúng ta thấy khu vực miền Bắc là giá heo dân tương đối cao, là ở mức 60 trở lên chứ không còn dưới 60 nữa. Còn tại miền Trung, khu vực miền Trung thì ngày hôm nay cũng tiếp tục đi ngang. Cụ thể là mức giá thấp nhất đang là 58.000 đồng. Tiếp tục được thu mua tại Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Đắk Lắk. Còn mức 59.000 đồng thì đang được ghi nhận là tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định và Ninh Thuận. Các tỉnh còn lại là đang giao dịch với mức giá là ổn định là từ 60 đến 62.000 đồng. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với bản tin thị trường heo dân tại khu vực miền Nam. Tại khu vực miền Nam ngày hôm nay cũng tiếp tục không có biến động so với ngày hôm qua. Theo đó các tỉnh bao gồm như Cần Thơ, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Tiền Giang tiếp tục giao dịch ở mức là 58.000 đồng. Còn 59.000 đồng là mức giá đang được thương lái tại thu mua tại Bình Phước, An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Trà Vinh và Bến Tre. Và đó cũng là tất cả cái bản tin giá cả thị trường của công ty và giá heo dân trong ngày hôm nay. Nhìn chung thì chúng ta thấy cái giá cả cũng tương đối là ổn định và có xu hướng tăng. Thì cũng xin chúc mừng tất cả anh chị em đang có heo trong chuồng, trong chuẩn bị xuất bán trong cái thời gian này, trong cái tuần tiếp theo đây. Còn đây là những cái thành phần thuốc chính để chúng ta điều trị trong giai đoạn này. Một là mốc nó trị viêm nhiễm, ví dụ như viêm khớp, viêm da, sù lông. Đấy, thì chúng ta dùng cái này. Còn thứ hai á, là cái Enrofloxacin này, nó trị thương hàn tiêu chảy, nói chung là bên đường ruột. Nó cũng khả năng điều trị những cái viêm, nhưng mà nó chuyên về đường ruột hơn, mọi người phải hiểu như vậy. Hai thằng này có thể kết hợp với nhau, vì sao? Bởi vì hai cái thằng này nó đều là cái thuốc diệt khuẩn. Và mỗi loại thuốc á, nó sẽ đánh vào một cái cách tiêu diệt các vi khuẩn khác nhau. Ví dụ như vi khuẩn, chúng ta hiểu là cái vi khuẩn nó một cái hình cầu đi, thì nó có cái vỏ và cái nhân. Thì trong này á, Amoc nó đánh vào vỏ, thì cái Enro đánh vào nhân. Thì khi đó chúng ta kết hợp lại với nhau thì sẽ điều trị nó cao hơn, nó có tác dụng nó cao hơn. Tuy nhiên thì chúng ta phải xem cái liều lượng để khi chúng ta kết hợp lại thì đạt cái liều lượng và chúng ta tiêm. Ví dụ như bài này chúng ta tiêm cao nhất là 2 xe thôi, những con lớn, còn nhỏ là khoảng 1 xe đến 1 xe rưỡi thôi. Đấy, bởi vì ở mốc này cái độc dược nó thấp, cho nên nếu anh em có chích có tiêm mà nó nặng đô chắc là quá liều á, em nghĩ thì nó cũng không có gì cả, đừng có quá trớn thôi, còn thêm lên khoảng 2 xe, xe rưỡi nó cũng chả có sao cả. Và những con viêm khớp như ngày nãy em quay á, viêm khớp hoặc là viêm da
này kia thì chúng ta nên tiêm cái liều lượng cao lên, bởi vì liều lượng cao á thì nó mới đi đánh những cái điểm khó đánh được, như là cái khớp chân, như là màng não hoặc là phía bên ngoài da. Ngoài da thì có thể những loại thuốc như oxy tetracycline gì đó người ta cũng hay xài, nhưng ở đây thì em là thường xài những cái này và em thấy bấy nhiêu đây tương đối là đủ rồi. Tiêu chảy nặng thì chúng ta xịt thêm, hoặc là những con tiêu chảy khó bất, ví dụ như là nó tiêu chảy về cái vọc cần câu này kia thì chúng ta phụ thêm vào cái loại thuốc mà có chữ atropine đây. Đây là nó chống co thắt. Vấn đề chống co thắt thì chúng ta tiêm vào thì bên đường ruột nó ít co thắt lại thì cái nó thuốc nó tác dụng lại là nhanh cầm tiêu chảy hơn. Và thêm một cái nữa là cái Ceftiofur. Đấy. Ví dụ như thường chúng ta thấy là người ta khi nhập bài như thế này này về, người ta vẫn có, người ta sẽ tiêm phòng cái chai này. Đó. Cái chai hàng cấp cao đây. Đây là cái chai này. Chúng ta đọc xịt đây. Xin sai. Thành phần của nó, cái chai này nó tới rất là đắt mọi người, nói chung là trên 2 triệu bạc. Nhưng mà thành phần của nó là tính là Ceftiofur, tức là cũng là cái thành phần này, nhưng mà nó là dạng cao cấp, chúng ta hiểu như là rượu nhất vậy. Còn rượu này là rượu 3, rượu 4, người ta pha rất là nhiều rồi, cho nên nó rẻ hơn. Cho nên là những cái này chúng ta có thể tiêm ngày 1, chúng ta qua kết hợp vào cái này. Tất nhiên phải có thuốc bổ cho mọi người, chúng ta phải kết hợp thuốc bổ. Rồi ngày 2 chúng ta có thể tiêm lại cái này, rồi ngày 3 chúng ta có thể tiêm lại cái này. Chúng ta đánh xoay vòng như vậy thì em nghĩ đảm bảo là nếu mà chúng ta làm đúng khoảng 2 đến 3 mũi trong tổng cái u mà chúng ta gọi là nó bệnh thì em nghĩ nó sẽ tương đối là giảm hết bệnh. Và nếu mà sau đó chúng ta tiêm tổng rồi con nào bị lại thì chúng ta có thể tiêm lại một lần đến hai lần nữa là em nghĩ ok. Còn đây là thành phần thuốc trộn trong cái giai đoạn này, đây là colistin. Em cứ lấy cái nắp sừng em căng đối và cái e-mốc ở đây 50% nha mọi người. Cái này đánh tới 40 đến 50 tấn heo lận, cho nên là chúng ta phải tính cái trọng lượng heo trong chuồng của chúng ta. Ví dụ như 10 tấn thì chúng ta đánh ít nhất là trong 4 ngày trong cái bịch này. Và mọi người nhớ là cái thuốc thì nó có liều lượng, chúng ta trộn chung với nhau, cái trộn sẵn vào đi thì chúng ta và chúng ta sẽ làm ẩm cám. Đây em sẽ làm luôn cho mọi người thấy này. Khi em đem ra, tất nhiên trong cái thuốc đó em có trộn men sẵn luôn mọi người, men tiêu hóa chúng ta cứ trộn vào không sao cả. Có khả năng parase, nếu mà chúng ta thấy heo sốc chúng ta cũng trộn luôn, bởi vì trong quá trình mà heo ăn á, nó sẽ thấm thuốc tốt hơn là heo uống. Cho nên em trộn heo cám nó ẩm lên, nó đều lên và nó gọi là vừa ướt đó mọi người. Rồi chúng ta sẽ qua trộn thuốc vào, rồi chúng ta để đó coi như một buổi sáng là chúng ta cho ăn bao nhiêu thì chúng ta trộn một lần, rồi chiều chúng ta tiếp tục có ăn thì chúng ta trộn một lần nữa. Chúng tức là liều lượng ở đây em phân hai ra rồi thì chúng ta tính lúc nào có cám là phải có thuốc. Và những cái ô tiêu chảy tất nhiên chúng ta cũng để dành lại một ít cám, chúng ta trộn thành cám cháo, chúng ta cho ăn cám cháo phụ luôn. Tức là mới đầu chúng ta có thể cho ăn một ít cám ẩm đây, nhưng sau đó chúng ta phụ vào cám cháo để cho heo nó dễ hấp thu hơn, bởi đường ruột nó đang bị có vấn đề. Và kể cả những cái bầy heo nó gọi là quà cạp ấy, chúng ta cũng nên phụ cám cháo vào và những cái thành phần bổ sung như cái ADE hoặc là cái những cái beta glucan. Còn nước ấy, thì chúng ta nếu mà chúng ta mua những cái dòng men cao cấp tức là đắt tiền ấy thì chúng ta nên hòa thành nước để chúng ta trộn như thế này sẽ đều hơn. Chứ còn nếu chúng ta mua cái loại men đắt tiền mà chúng ta người ta để tức là liều lượng đó, nó trộn với cám rất là nhiều. Ví dụ như một ký cám có thể là một ký thuốc có thể năm một ký men có thể là 500 đến 700 ký cám, chúng ta rất là khó trộn. Cho nên chúng ta hòa nước và chúng ta làm là trộn lên như thế này thì con heo nó ăn em thấy nó khô ráo sạch sẽ, nó ít cái bẩn chuồng. Đấy là cách làm của em trong cái thời gian này. Còn nếu sau này có vấn đề gì nữa thì em sẽ tiếp tục chia sẻ mọi người, bởi vì thời lượng video nó cũng tương đối là dài, em cũng rất là tranh thủ để chúng ta chia hai thời lượng ra cho nó hợp lý hơn. Và đó cũng là tất cả những gì muốn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay. Bởi vì nhiều lúc chúng ta suy nghĩ thì nó rất là dễ để chúng ta trình bày, nhưng đôi lúc cái khoảng thiếu sự phẩm của chúng ta nó không có cái chuẩn, cho nên chúng ta rất là khó. Tuy nhiên là mọi người nhớ là khi cái hô heo này tiêu chảy thì chúng ta nhớ là cũng phải sát trùng sạch, quét sạch và sát trùng. Và cái nước thì chúng ta nên hòa cái điện giải vào trong cái nước cho heo nó bù nước, gọi là nó chống mất nước. Còn nếu chúng ta những con tiêu chảy tốt nặng mà chúng ta không thấy, chúng lỡ nó bị tốt
chúng ta nếu anh em cũng có thể là tiêm xoang bụng về cái nước mà gluco gọi là cái nước truyền nước của người ấy, nhưng cái đó là em biết có làm, thì là nếu mà cần thì cũng làm cho mọi người coi gọi là cái tiêm xoang bụng. Còn bây giờ thì em chỉ làm tới đây thôi. Cuối cùng thì cũng xin chúc mọi người sức khỏe và chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.